Lô. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và hôm nay, ok, hôm nay thì Khải sẽ sâu xếp đồ cho anh em xem. Đồ cũ hiện tại bây giờ thì cũng khá nhiều anh em hỏi Khải là sâu dùm thử cái xếp đồ của ông Vodover. Bữa giờ hay tống kim lên top đó là gì, phái gì. Thì được Khải xem thử cho anh em xem nha. Có nói chuyện sơ qua thì ông Vodover này nay ông chơi cái đặt công long down em à. Bữa giờ cứ lên top á, Khải cứ nghĩ là võ đăng quyền, mà thực ra là công long down em. Đây, cho anh em xem xếp đồ công long down của trường Vodover. Ông này tên trường nha anh em. Nhìn đầu tiên chúng ta sẽ để ý đến đó là cái cây vũ khí. Cây vũ khí nè. Rồi, cây vũ khí khá là ok anh em à. Cây vũ khí này như là của ba tăng bắn lại nè. Top 30, sát thương 35 và kháng độc 5. Cái đao này cũng dạng là hàng nô rồi em, khá là đẹp rồi, giống như đao Khải nhưng mà chỉ thua Khải một cái là không có sinh lực mà thôi. Đó. Đao Khải này có sinh lực được 100 điểm. Đó, còn cái đao này hơn Khải 3 điểm sát thương nhưng mà lại không có sinh lực anh em à. Rồi ok, tiếp tục chúng ta sẽ nghỉ cái đó, cái nón. Cái nón sinh lực động lực cao. Ui, nón khá đẹp nha. Nón này mà anh em xem này, tính ra cái nón của ông này đẹp hơn nón Khải nhiều anh em. 119 sức lực và 122 thể lực. Ê, nội lực chứ. Kháng độc cao. Trời ơi, đẹp nhờ, cái nón quá đẹp anh em ơi. Nón của ông cực kỳ đẹp luôn. Có thêm một dòng nội lực, chuyển hóa 9% lần. Rồi ok, tiếp tục đến gia truyền. Gia truyền thì đang mang cho mình một gia truyền hợp kim kháng cả 14. À, gia truyền hợp kim kháng cả 14. Một cái áo phục hồi 40, kháng banh 20 và sức lực 50. Áo này cũng dạng là ok, cũng khá là hot này. Tiếp tục đến bao đai lưng. Đai lưng làm chậm 40 dòng 1. Nhẫn làm chậm 30. Hiện tại đang có cho mình móc làm chậm 70. Mà nếu kẹp theo nghe mây thì đạt móc anh em à. Nếu kẹp nghe mây thì đạt móc 80 rồi. Tiếp tục bao tay. Đang có cho mình một bao tay sinh lực cao, kháng lôi 19. Ngọc bội, uầy, ngọc bội ngon vậy. Ngọc bội kháng lôi 14, sinh lực 149 anh em. Trời ơi, nội lực 98 nữa. Đặc này thì đồ sinh lực lực khá đẹp anh em. Nhẫn trên, một cái nhẫn trên kháng họ 25, chóng 30, sinh lực 104. Cực kỳ ok luôn em ơi, quá đẹp rồi. Nếu mà cái nhẫn này 30 thì cái dây này như thế nào đây? Dây này cũng có cho mình một chóng 30 và kháng họ 15. Chóng 30 từ dây với lại nhẫn sẽ được chóng 60 và đi kèm theo nghe mây thì đặng móc 80 nha năm. Đi kèm theo nghe mây thì đặng móc 80 rồi. Bạc này thì Khải cũng để ý sơ qua thì top tống kim thì tầm này thì khá là ok. Khải thấy anh này cũng lên top tống kim khá là nhiều. Và cứ nghĩ là võ đăng quyền anh em. Nhưng mà thực chất đây là côn long đao. Và côn long đao cực kỳ chất lượng anh em. Đó, nhìn cái đao này lúc trước Khải có hỏi thì sơ qua thì mua cái đao này với cái giá là gần 4 triệu thì phải. Gần 60 kim anh em. Gần 60 kim. Nón này thì Khải nghĩ chắc khoảng tầm 500 đến 1 kim. 500 xu đến 1 kim. Gia truyền này kháng cả 14 thì hợp kim thì khá là đắt. Ông này chọn cho gia truyền hợp kim thì khá là chát anh em. Tại vì hợp kim nó khá là đắt. Khải nghĩ gia truyền này nằm giá phải tầm hơn 30 kim. Hơn 30 kim. Áo này phải trên 6 đến 7 kim. Áo này trên 6 đến 7 kim. Đai lưng làm chậm dòng 1 này thì nó sẽ dao động khoảng từ 5 đến 7 kim. 5 đến 7 kim thì cái đai lưng này sinh lực hơi thấp. Nó tầm 5 kim đi. Cái này 5 kim. Nhẫn này làm chậm 30 sinh lực thì Khải nghĩ cái này khoảng tầm 500 xu đến 1 kim. Rồi nhẫn trên này khá đẹp anh em ạ. Nhẫn trên này kháng họ 25, chóng 30, sinh lực cao. Nhẫn này Khải nghĩ ông này mua chắc phải tầm 4 đến 5 kim anh em. Nhẫn này kháng họ dòng 1 khá là chất lượng. Bao tay sinh lực cao kháng lôi 19 này thì Khải nghĩ khoảng tầm 500 xu. Tầm đó thôi anh em. Ngọc bội thì hơi đẹp này. Ngọc bội này Khải nghĩ nếu mà Khải mua, Khải không biết ông này mua bao nhiêu, nhưng mà nếu mà Khải mua ngọc bội này, Khải mua ngọc bội này sẽ trên 3 kim. Nếu mà Khải mua sẽ trên 3 kim. Dây chón 30, kháng hỏi 15, tóc 25. Dây thì khá rẻ thôi em. Dây này Khải nhìn sơ qua nó cũng khá rẻ, không được đẹp cho lắm. Dây này chắc nếu mà mua thì khoảng tầm 2 kim. Đó. Chung qua sơ qua xét đồ của ông này thì cái đao với cây gia truyền hợp kim khá chất lượng anh em. Khá chất lượng. Đánh lúc nào chả tốt em. Nói chung là đánh là tốt. Đúng rồi. Giống tôi. Đã đánh là tốt rồi, còn không đánh thì thôi anh em. Đã mua lách mà đánh là phải tốt. Đặc này bữa giờ đấy cũng khá lên top tống kim 21 giờ. Ok anh em xem video này thì đừng quên đó là cho trường TS Vodover một like, một chia sẻ và cũng như ủng hộ Duy Khải Gaming một like, một chia sẻ ủng hộ video này nha anh em ơi. Ok ba anh em, hẹn anh em ở những video sau đồ tiếp theo nha. Ok bye bye mọi người.